Xin chào tất cả mọi người, lại là em, Minh của Chào Buổi Sáng Durenso đây à. Chắc hẳn là hôm nay các anh chị rất thắc mắc vì sao là Chào Buổi Sáng Durenso có một cái tên rất khác so với mọi ngày đúng không ạ? Đó là một điều đã được sắp đặt sẵn đó các anh chị, với mong muốn là cổ động tinh thần và mang đến cho đội ngũ tư vấn viên Durenso nguồn năng lượng tích cực để cùng nhau kết quý ba thật là bùng nổ. Thì ban tổ chức Chào Buổi Sáng đã quyết định là một buổi phát sóng đặc biệt. Thay vì là chúng ta ngồi cùng nhau để lắng nghe những thông tin, hoạt động đang và sắp diễn ra trong thời gian tới, thì hôm nay mình cùng mọi người sẽ cùng feel the beat với những giai điệu sôi động cùng các ca khúc và chính các anh chị lựa chọn. Và ca khúc đầu tiên mà mình muốn mang đến cho các anh chị trong những ngày cuối tháng 9 này chính là ca khúc Khi Tình Yêu Đủ Lớn với sự trình bày của ca sĩ Hoàng Thị Linh. Bài hát này là lời yêu cầu đến từ anh Nguyễn Đình Tiền từ văn phòng Thái Bình cùng lời chúc. Chúc các anh chị luôn tràn đầy năng lượng để cùng nhau bứt phá về đích quý tư thành công. Tiếp nối lời chúc của anh Tiền là lời nhắn nhủ của chị Nguyễn Thị Thu Hiền từ văn phòng Sơn Tây. Đi là đến, chúc các anh chị vững bước trên con đường mình đang đi. Chị Trương Thị Thu Thùy từ văn phòng Hải Châu 2 cũng gửi lời nhắn nhủ lạc quan, mạnh khỏe để đạt được mục tiêu và về đích thành công anh chị nhé. Và tâm ở đâu, tiền tài ở đó, năng lượng quyết định năng lượng cũng chính là lời chia sẻ của chị Hà Thị Huệ đến từ văn phòng Sơn La. Chúng đôi, em yêu anh, thương anh, đâu chỉ nói bằng lời, dành cả cho anh mọi điều em luôn nghĩ về anh. Xa vời, thế nhưng nếu anh đang không vội, chớ quên chiếc hôn mỗi sáng lên môi, nhớ đàn ngón tay khi mưa lạnh, giấc mơ có anh yên lành. Đừng vì yêu lâu mà bỏ quên nhau, anh ơi. Khi tình yêu đủ lớn cũng là lúc ta có thêm một chút để chở che cho tương lai luôn hạnh phúc qua bao tháng ngày, vì ta có nhau ở đó vẫn âm thầm chăm lo. Này em đừng lo lắng nhiều thêm, anh xin lỗi vì làm em phải thức nhiều đêm. Đôi khi lời yêu anh không thể đem, điều đó không có nghĩa là anh không thương em. Bàn tay em anh vẫn luôn nắm chặt, ngày hay đêm anh sẽ không vắng mặt. Sát lại gần khi em gọi anh yêu, khúc hát này cần vị ngọt cho nhánh phiêu. Không cần chiều đêm và lội suối, khi tình yêu đủ lớn chả bước gì xa xôi. Không cần thề non và hẹp biển, chỉ cần ta luôn dành cho những ngọt ngào quá môi. Ta đã qua những đêm trăng và sáng trời, cùng đi trên những góc phố đèn đường ngắt theo này nhờ. Niềm tin anh lỡ đi bán rồi, mua hết lòng tình cho em nên đừng nói chát chiêu. Biết ta đã yêu nhau lâu rồi, cũng thôi ước mơ xa vời. Thế nhưng nếu anh đang không vội, chớ quên chiếc hôn mỗi sáng lên môi, nhớ đàn ngón tay khi mưa lạnh, giấc mơ có anh yên lành. Đừng vì yêu lâu quên nhau anh ơi. Khi tình yêu đủ lớn cũng là lúc ta có thêm một chút để chở che cho tương lai luôn hạnh phúc qua bao tháng ngày, vì ta có nhau ở đó vẫn âm thầm chăm lo. Cầm tay đi qua bên nhau cùng nhau trên con đường dài. Kìa anh ơi, từ vì mình yêu lâu mà quên nhau, từ vì mình yêu lâu mà xa nhau, mình lại bỏ qua nhau. Hợp để mở đầu cho chương trình hôm nay đúng không anh chị? Giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi cùng những thông điệp ý nghĩa trong từng ca từ. Khi tình yêu đủ lớn cũng là lúc
Ta cố thêm một chút để chở che cho tương lai, luôn hạnh phúc qua bao tháng ngày. Như là một lời gửi gắm đến đội ngũ tư vấn viên nhà rùa chúng ta là hãy dùng tình yêu của mình và cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho thật nhiều gia đình trên khắp mọi miền đất nước. Không biết ca khúc tiếp theo mà anh chị mong muốn được phát lên lúc này là ca khúc nào đây ạ? Và một trong vô số những ca khúc mà được anh chị đề xuất nhiều nhất chính là ca khúc truyền thống của Rodeo Việt Nam, We Are Number One. Đây cũng là lời yêu cầu của chị Nguyễn Thị Bản, văn phòng Yên Dũng cùng lời nhắn gửi tới ban giám đốc công ty và các đồng nghiệp, anh chị tư vấn viên, hãy quyết tâm về đích cho dù dịch bệnh thì chúng ta vẫn cố gắng không ngừng. Cùng yêu cầu ca khúc trên, chị Nguyễn Thị Tịnh, văn phòng Huế 2, gửi đến mọi người lời chúc. Chúc tất cả đại gia đình Prudential và khách hàng luôn bình an, sức khỏe và sale tháng 9 về đích ngoạn mục. Tiếp theo là lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Khánh, văn phòng Đồng Xoài cùng thông điệp chúng ta là sứ giả bảo vệ Prudential. Nào, hãy cùng nhau hoàn thành 2.500 MDRT 2022. Và lời chia sẻ tiếp theo đó là của chị Nguyễn Trần Hoài Ý, văn phòng Đà Lạt 2. Chúc sức khỏe tất cả mọi người, bình an và luôn nỗ lực để gia đình có một cuộc sống sung túc, đầm ấm nhé. Và cuối cùng là lời chia sẻ của chị Trần Thị Hương, văn phòng tỉnh Gia. Chúc tất cả anh chị đạt kết quả cao trong tháng 9. Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chúng ta đã kết thúc tháng 9 và quý 3 rồi. Đội ngũ tư vấn viên nhà rùa ơi, hãy là tiếp tục cố gắng không ngừng để đạt được những kết quả thật tốt. Và cùng nhau thì chúng ta sẽ đưa Prudential trở nên vị trí dẫn đầu trong ngành bảo hiểm nhân thọ như tựa đề của ca khúc vừa rồi nhé. Và ca khúc tiếp theo đó cũng chính là ca khúc cuối cùng mà Minh cùng Chào Buổi Sáng số đặc biệt muốn gửi đến các anh chị, chính là ca khúc Cánh Cửa Diệu Kỳ do ca sĩ Hoàng Thùy Linh trình bày. Đây cũng chính là ca khúc được yêu cầu bởi chị Đỗ Thị Nguyệt đến từ văn phòng Hai Bà Trưng, kèm theo lời nhắn là: chúng ta là những người trao giá trị tới nhiều người, anh chị hãy và luôn tự hào và tự tin tưởng điều đó. Cảm ơn ban giám đốc đã luôn ở bên cạnh đội ngũ kinh doanh trong những ngày dịch khó khăn. Chị Nguyễn Thị Thơm, văn phòng Thanh Trì gửi đến mọi người lời chúc. Chỉ còn 2 ngày nữa là tháng 9 qua rồi. Các tư vấn viên văn phòng Thanh Trì ơi, hãy cố gắng lên để có nhiều hợp đồng và nhiều người được bảo vệ nhé. Chị Nguyễn Thị Phú, văn phòng Phú Thọ. Anh chị ơi, hãy đoàn kết, quyết tâm, cố gắng. Đây là lời chúc của chị Nguyễn Thị Tuyết, văn phòng Ayun 3. Chúc tất cả anh chị em gia đình Prudential trên toàn quốc nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng để về đích quý 3 thành công. Chị Trần Thị Minh Lý, văn phòng Thái Nguyên. Kính chúc quý khách hàng luôn bình an, hạnh phúc và ngập tràn năng lượng, thành công trên mọi lĩnh vực. Minh Lý cùng Prudential luôn đồng hành cùng gia đình quý khách trên mọi nẻo đường của cuộc đời.
Và cuối cùng là lời chúc của chị Nguyễn Thị Huệ, văn phòng Hương Thủy. Không gì là không thể, nắm chắc cơ hội nhưng ba, cùng quyết tâm về đích ngoạn mục cả nhà thân yêu ơi. Cũng sẽ cạn dần, là lúc nhìn thấu mọi thứ chân thật nhất. Con đường đó không dành cho kẻ yếu đuối, tôi đã phải chạy mà không cần biết đường lui. Ngược xuôi bằng mọi cách như thể đây là lần cuối, dù có như thế nào cũng không để tâm hồn này lạc trôi. Underground là thử thách, underground là đương đầu. Tôi rap như gã họa sĩ để phiêu mình trong bức tranh sơn dầu. Bất kể cách người ta nghĩ, sống ích kỷ dám đặt lên nhau. Đừng nói những lời tiêu biểu mà nguyên liệu không có chiều sâu. Thôi thì mình hãy tung cánh, chẳng ràng buộc bởi một ai. Thôi thì mình hãy tung cánh, chẳng việc gì phải nhập vai. Thôi thì mình hãy tung cánh, chẳng việc gì phải hoang mang. Rap Việt dang rộng cửa để những giai điệu này vang vang. Đập cánh theo cơn gió trời và sức ta bay muôn nơi, tìm đến nơi mơ ước đang gọi mời, cùng đến với nơi dân kỳ. Bừng sáng con tim trói trăng, rộng bước đôi chân thanh thang, để phút giây ta bước lên huy hoàng, cùng đến với nơi dân kỳ. Mới đó mà chúng ta đã trải qua hơn 15 phút của chương trình Chào Buổi Sáng số đặc biệt hôm nay. Các anh chị cảm thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ? Có đủ nạp năng lượng yêu thương để anh chị quyết chiến về đích tháng 9 và kết thúc với ba thành công rực rỡ chứ ạ? Và hôm nay thì Minh cùng Chào Buổi Sáng còn có một món quà đặc biệt nữa muốn gửi đến các anh chị. Đó chính là lời động viên tinh thần nhắn gửi đến từ các anh chị giám đốc tại các văn phòng trên toàn quốc. Hy vọng với những lời chúc, lời động viên từ các anh chị TID, đội ngũ tư vấn viên Vireso đã có thêm năng lượng và quyết tâm, quyết chiến để đạt được mục tiêu còn lại trong tháng 9, giành được vé đến Dubai và Hawaii cùng Star Club 2021. Một lần nữa thì Minh cùng Chào Buổi Sáng kính chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chị ạ. Đi đâu đây sẽ cùng sẽ quay về với đất trời Việt Nam. Đi đến đâu dù xa đến đâu ta vẫn cho nhau một nhà. Cùng trao nhau những nụ cười mắt đi đến khắp mọi nơi. Dù Việt Nam xa tươi. Linh hoạt, chỉ cần hành động ngay, quyết tâm, quyết tiến và quyết chiến. Chúng ta sẽ cùng nhau khi định hướng vàng vượt qua sóng lớn, hãy cùng cảm đương đầu, cùng về đích ngoan mục.
We can do it if we try.